Tuần qua, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố, bắt giam đối với Phạm Thị Hiền, 41 tuổi, trú quận ngũ hành sơn, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do sinh hoạt trong một đền thờ, có quen một số người, Hiền đã lừa bán đất cho các bị hại này chiếm đoạt số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Thực tế, toàn bộ số đất nằm trong dự án ma do Hiền vẽ ra là khu quy hoạch trồng cây xanh và công viên. Trước đó, công an thành phố Đà Nẵng cũng đã bắt giữ võ thị sóc, 47 tuổi trú quận Sơn Trà, cũng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người phụ nữ này phao tin mình có quen công an, tòa án, có thể nhờ những đơn vị này giúp đỡ bị hại lấy lại số tiền cho vay đã bị lừa gạt trước đó. Qua đó, sóc đã chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng của bị hại.